Dạ, xin chào cả của anh chị mình quay trở lại kênh ha. Thì sáng hôm nay thì cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong sáng thì cũng giới thiệu anh chị mình ít cái hàng máy giống hay không anh chị. Nói chung là cũng có máy giống linh tinh thôi, cũng bệnh lợi như ngọc toàn đồ đủ thứ cho anh chị mình tham khảo thôi. Nhưng mà có anh chị mình cần mấy cái loại mà giống khác thì mình có thể là nhắn tin cho con ha. Lên video sau thì giới thiệu với anh chị mình sao. Tại nhiều loại quá con cũng không biết lên loại nào luôn. Chứ cái nữa ship hàng này, đóng hàng của anh chị mình gửi thì con ship thì chừng khoảng 2-3 bữa mình mới nhận được nha. Nhưng mà tùy xa gần nữa anh chị. Nhưng mà trong mấy tỉnh miền Tây thì nó khoảng chừng 2-3 ngày. Thì có anh chị mình miền Trung thì nó chừng 4-5 bữa thì không chừng ha. Thì có anh chị mình có gì chậm chậm cũng thông cảm giùm con tí xíu. Tại vì xa thì nó sẽ lâu hơn tí xíu nha con anh chị. Rồi thì hôm nay thì con cũng lên chừng vài mã số đầu tiên đi. Cái này mã số 31 nha anh chị. Đây một cây số mình lại cây này thì ghép 2 bo, tàn nhánh thì nó cũng vừa vừa thôi. Nói chung là cái cây này thì nó củ nó to bự bằng ngón trỏ cái vậy. Cây này hoành nó khoảng 9 của anh chị, gốc nó rất là to luôn ha. Cây ghép 2 bo thôi chứ nó cũng chung là cũng không có nhiều bo không, tai tàn thì nó cũng được nha. Rồi cây này bình lợi này thì giá là 180 bao ship rồi nha các anh chị, không có phí gì khác ha. Này mã số 31 qua mã số 32. 32 này là một cây cúc tư long, cúc bốn lông của anh chị. Cúc tư long thì nó cũng giống giống vậy ha, một loại thôi chứ nó cũng chả gì khác đâu. Nói chung là củ đế thì cũng tương đối được. Lên hoành thông số của anh chị mình luôn. Nói chung là mấy cái này thì về của anh chị mình vô cái chậu giùm con nha. Tại cái này là con để đang ở trong xe, trong cái xe đen ha. Này hoành là khoảng gần 11 này của anh chị. Này để coi là C8 ha. Này cái chậu này là C8. Tàn nhánh thì là loại này lá nó to, nó gai bự lắm nha anh chị, bông nó cũng bự luôn ha. Chiều cao là khoảng chưa được 40, xém 40 tí xíu. Lá này coi anh chị mình xem nè, lá rất là bự nè, khoảng 4 ngón tay luôn. Nếu khép lại là khoảng 4 ngón tay, lá rất là to nha, là cúc tư long. Rồi cây này mã số 32 cũng 180.000 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây này ghép 3 bo nha các anh chị, ghép được 3 bo, hoành nó hơn 10, nó tới 11 được nha. Hoành nó cũng tương đối to ha. Tiếp tục nữa là một cây cái dạo Phú Tân đi. Dạo Phú Tân cây này thì ghép nó cũng khoảng được 4 mùa của anh chị. Nói chung là củ nó to nè, bự hơn ngón tay cái ha. Nói chung là củ lớn, kiểu hồi quấn hồi xưa của anh chị. Quấn hồi xưa thì đa số là quấn cái củ tròn vậy thôi chứ nó cũng không có quấn cái kiểu cách gì như bây giờ ha. Bây giờ thì người ta quấn lò xo, quấn tùm lum hết. Chừng 4-5 lá của anh chị mình bấm đọt đi ha. Đây cỡ này thì có anh chị mình bấm cũng được nè, dài quá bấm thôi. Rồi cây này mã số 33, một cây Phú Tân khoảng 4 mùa nha. Cây này thì 160.000 bao ship của anh chị mình ha. Tàn nhánh thì nó tại vì cây cái chột nó già lắm rồi. Của anh chị mình xem cái chột ghép nó bự hơn ngón tay trỏ nên nè. Rất là to cây nha. Mã số 33, 160 cây dạo Phú Tân bao ship ha. Và cây kế tiếp mã số 34. 34 này thì con lên một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch ha các anh chị. Nhị ngọc toàn lá cẩm thạch. Tàn nhánh nó cũng đều nè, nó chạy ra nè. Để vô cọng dây nữa đỡ cái nhánh này lên ha để nó ngã nha các anh chị. Rồi một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch, cây này hoành khoảng 6 thôi, 6 rưỡi tính 6 đi ha cho nó chẳng. Rồi cây này mã số 34. Cây này thì giá là 160 nha ông chị, 160 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây ghép 2 bo nha. Đây nè, ghép 2 bo hai bên nè. Đây cây này góc vườn nha các anh chị. Này mã số 34, nhị ngọc toàn lá cẩm thạch. Đây 160.000 bao ship ha. Và cây kế tiếp là mã số 35. 35 này là con lên một combo 2 cây. Bên đây là cây cúc vạn phúc nè các anh chị, cây cúc vạn phúc cây này hoành 10 nha. Bên đây là một cây siêu âm Sài Gòn gốc nhớt đế quấn lò xo ha. Hai cây hai dáng khác nhau nha các anh chị. Nói chung cây này thì ghép 2 bo nè, cúc vạn phúc hoành nó cũng khá to, hoành 10 nha các anh chị. Đấy, đế này cũng vừa vừa chứ không phải là đẹp hùng ha. Bên đây là cây siêu âm Sài Gòn. Combo mã số 35 này thì là gồm 2 cây. Đấy, thì một vạn phúc một Sài Gòn thì cặp combo như thế này là giá là 200 bao ship của anh chị mình luôn rồi ha. Là gồm 2 cây nha các anh chị, 2 cây. Đấy 200k bao ship mã số 35 ha. Dạ cây kế tiếp mã số 36. 36 này là con lên một cây bình lợi nha các anh chị, nhưng mà có cây này thì đế nơm đẹp thôi. Chứ cây này là con ghép được có con bo thôi ha, ghép bo thôi. Đợt đó ghép 2 bo nhưng mà bị rớt bo. Đây là cái bo bình lợi, còn bên đây là cái bo chọc rừng. Thì này là cô anh chị mình về mình có thể là mình cắt cái bo bình lợi mình ghép vô đây được nè ha. Tại vì cái này cái chột là con cố tình con để cái chột lại cho nó mập nè. Bây giờ mình đóng cái bo vô được rồi. Về có anh chị mình có thể mình tưới nước vài bữa xong mình ghép vô là được luôn là ok rồi ha. Nói chung là hàng đế nơm thì nó đẹp thôi. Đấy cho anh chị mình thấy. Nhưng mà con ghép có con bo thôi nha. Thì bo chính thì có anh chị mình có thể ghép thêm vô một bo nữa. Chừa chục rừng lại đó ha.
Rồi, một cây sứ bông mình loại mã số 36, cây này 200k bao ship của anh chị mình luôn. À, đắp cái bo vô thì nó vẫn kịp nha anh chị, chứ nó không trễ đâu ha. Tương đối nói chung là đế thế thì nó đẹp thôi. Rồi, mã số 36, một cây bình loại giá 200 bao ship ha. Giờ tiếp tục là con qua mã 37, 37 này thì con lên một cặp ha. Một cặp là hai cây này, hai cây gốc vườn hết luôn. Bên này là cây giảo đồng tiền. À, giảo đồng tiền loại này thì bông nó như là cái giống giống như giảo như ý vậy đó các anh chị, nhưng mà cái này thì nó có một cái là nó bông nó cũng chùm rất là dữ, bông nó cũng khoảng chừng 4 cho tới 6 cm thôi, nhưng mà có một cái là bông nó từ khoảng 12 cho tới 20 cánh nha, 12 cho tới 20 cánh, cánh tròn rất là đẹp luôn. Nhưng mà so với giảo như ý thì nói chung là con vẫn thích cái hàng đồng tiền này hơn theo cá nhân nè, tùy thì còn tùy theo các anh chị mình thích thích cái giống nào thôi. Rồi, cái này mã số 37 đây nè, để cho các anh chị mình thấy đây ha. Cây này ghép hai bo nha. Bo đầu thì nó liền chột rồi, tại vì đợt là con ghép mấy cái lô này lâu lắm rồi nha các anh chị. Tại con cũng gây ra nhiều lắm để dành đi Tết nữa ha. Bên này là một cây cúc dạng phúc, cây cúc dạng phúc này hoành cũng 10 luôn. Một giảo đồng tiền và một cúc dạng phúc này mã số 37 cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn rồi đó ha. Và kế tiếp mã số 38, 38 này là con lên một cây cúc không nhụy nha, nhưng mà cái này là con lên có một cây thôi nha các anh chị. Cây này thì con ghép dáng lông, cây này thì ghép nó được khoảng chừng 3 mùa rưỡi 4 mùa rồi nha. Cây đế của anh chị mình xem nè. Đấy ha, đế thì nó dày đây. Đế như cái lục bình vậy nè, cho anh chị mình thấy cái này cúc không nhụy hoàng quyết long ha. Mấy cái đọt này thì có anh chị mình có thể bấm bỏ được rồi, bấm bỏ cho nó để nhánh để chồi được rồi ha. Mình đừng để dài quá nó không đẹp. Thì để khá thì có anh chị mình vô dây mình sửa, mình chỉnh lại, lắc thì cái dáng lông của anh chị mình xem nè, cái ngón trỏ con đây nè ha. Chột thì nó cũng rất là to rồi. Đấy. Rồi, cây này thì một cây cúc không nhụy hoàng quyết long, cây này khoảng 3 mùa rưỡi 4 mùa thôi nha. Cây này thì giá là 180 bao ship của anh chị mình luôn, mã số 38 ha. Giờ tiếp tục nữa là mã số 39. 39 này là một cây cúc đọt xanh nha các anh chị, cúc đọt xanh nha. Loại này thì nó truyền thống nó cũng lâu năm lắm rồi chứ không phải mới đây ha. Cái con cái nữa loại này thì bông nó to nha anh chị. Loại cúc đột xanh này thì bông nó to lắm. Cái đọt thì ra màu xanh chứ nó không có đỏ đỏ ngà ngà như mấy cái loại mà mai khác ha. Đế của anh chị mình xem nè, đế thì nó cũng tương đối đẹp. Đấy. Tàn nhánh thì nó đều nha. Tại này con ghép nó chừng khoảng mùa rưỡi gần 2 mùa rồi. Cây gốc vườn hoành 8 nha anh chị. Hoành 8 cao 3 tấc rưỡi ha. Cái này giá cũng 180.000 luôn, bao ship của anh chị mình luôn ha. Cái này mã số 39 ha. Và cuối cùng là con lên mã số 40. 40 này là con lên một cây bình loại bự nha các anh chị. Chậu lọt lòng là chậu 2 tấc rưỡi. Thì hoành cây gốc thì nó cũng bự nha, chứ không phải cây gốc nhỏ đâu. Tai cành thì nó cũng rất là ok, tại vì con chưa có vô dây con sửa nha. Thì cái này có những chị mình vô dây sửa lắc sơ sơ được rồi. Tại bo thì nó nhiều quá, tàn nhánh nó cũng nhiều nữa ha. Thì đo thử của anh chị mình xem cái chiều hoành nè. Cây này thì ghép 3 bo thấy rõ nè. 1, 2 nè, bên đây là bo thứ 3 nè. Gốc nó cũng to nữa nha các anh chị. Đây mà số 40 cuối cùng, một cây bình lợi ha. Nói chung tàn đế thì nó cũng tương đối thôi. Cái này hoành 14 rưỡi ha, hoành 14 rưỡi, chiều cao là 5 tấc đi, nhưng mà nó cao khoảng 6 tấc, tính 5 tấc thôi anh chị. Mấy cái đọt dài dài không có tính bỏ ha. Tán ngang cũng khoảng 5 tấc đi ha. Đây. Một cây khá là bự nha các anh chị. Rồi, cây siêu bông bình lợi mã số 40 cuối cùng, cây này 308 bao ship của anh chị mình luôn nha. Thì video thì hôm nay thì con lên cũng một số giống vậy đó, có nhị ngọc toàn là cẩm thập, rồi có bình lợi ghép gốc tứ quý nhỏ nhỏ thì ba cây 240 gì đó. Thì các anh chị mình xem được loại nào thì mình có thể là đặt hàng qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin đều được ha. Cái nữa mình lướt ngang kênh thì cho con xin lượt like, lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn có đóng góp ý kiến khác á, mình có thể comment phía bên dưới hoặc nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con đều được nha các anh chị. Có tìm giảo như ý thì tùm lum vẫn có luôn. Giờ các anh chị mình nhắn vào chuông thông báo là khi con lên video mới là mình nhận được thông báo liền. Cuối cùng là chúc anh chị mình nhiều sức khỏe, em lại các anh chị trong cái video sau. Xin chào ạ.